Xin chào cả nhà nha. Hôm nay An giới thiệu tới cả nhà đây là sản phẩm mascara nha cả nhà. Mascara về rất là nhiều nha. Đây là sản phẩm mascara Super Model của Thái Lan nha. Hàng chính hãng 100%. Đây là 400%, tức là kéo dài mi tới 400% nha cả nhà. 400% này là kéo dài mi đến 400% nha. Hàng bao chính hãng 100%, mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Mascara này nó có hai đầu, một đầu đen và đầu trắng nha cả nhà. Đầu đen tô cho đậm mi, đầu trắng là để nối mi. Mình tô đầu đen trước, sau đó mình tô đầu trắng. Bước 3 nữa là mình tô đầu đen. Hàng bao im bao dài mi bao, bao tất cả các loại bao luôn nha cả nhà nha. Xài rất là ưng nha cả nhà. Cái dòng này á là dòng mascara nối mi chuyên nghiệp nha. Dòng mascara nối mi chuyên nghiệp. Hàng chính hãng của Thái Lan nha mọi người. Rất là tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.